Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, huyện Đắc Cờ Lây, tỉnh Kon Tum đã tiến hành xây dựng các khu tái định cư để ổn định đời sống cho người dân. Tuy nhiên, tại các khu tái định cư này thì vẫn còn rất là nhiều bất cập khiến cho người dân lo lắng khi mà mùa mưa bão sắp đến gần. Theo thiết kế, khu tái định cư thôn Trung Năng, thị trấn Đắc Lây, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum được bố trí cho hơn 60 hộ dân thuộc các đối tượng thiếu đất ở, nằm trong vùng sạt lở và có đất nằm trong hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh. Mỗi hộ dân thuộc diện tái định cư được cấp từ 250m² đến 500m² đất và được hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ để di chuyển nhà cửa và lương thực trong thời gian đầu. Cái đồi đằng sau á, nó không biết nó sạt lở kiểu nào, một lúc mùa mưa thôi là gia đình đang ở ban đêm á. Còn khoảng 50% cái số hộ mà chúng tôi chưa vận động được, thứ nhất là bản thân họ là về điều kiện kinh tế thì họ cũng chưa có đủ điều kiện để họ làm nhà để ổn định cuộc sống. Thứ hai nữa là nó rơi vào một số trường hợp là ở những cái vị trí mà bố trí dân cư tái định cư thì nó lại nằm trong cái nền đất nó chưa được ổn định, cũng như là nó có nguy cơ sạt lở một số. Dự án hoàn thành vào cuối năm 2020 với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay số hộ dân chuyển đến khu tái định cư chưa được 10 hộ dân. Nguyên nhân khiến người dân còn lo ngại khi di rời đến khu tái định cư là nền đất yếu, tình trạng sạt lở đất vẫn thường xuyên xảy ra khi có mưa lớn. Ban quản lý sẽ kiến nghị với ủy ban huyện là cân đối xem có cái nguồn vốn nào không, một số cái điểm mà thiết yếu nhất mà có nguy cơ sạt lở cao thì để bố trí kinh phí vô để mà khắc phục. Thứ hai nữa là cũng phải vận động bà con, cho bà con ra mà làm nhà ở, tổ chức trồng cây xanh thật những cái điểm mà xung yếu thì để cho nó giữ đất để hạn chế cái sự sạt lở của các khu tái định cư này. Những bất cập hạn chế tại các khu tái định cư đã được ngành chức năng huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum sớm kiểm tra, rà soát. Các phương án khắc phục cũng được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn nhất cho các hộ dân tại các khu tái định cư trước mùa mưa bão.